Hello, xin chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sân Mai cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trầm nha. Thì hôm nay hai anh em mình chuẩn bị đi ra một cái mộ lực mới chôn mọi người. Thì cả nhà thì mình hôm nay thì cái ngôi mộ này ở gần ở khu vực mình ở, thì hầu như là chết cũng khoảng 2-3 ngày gì rồi, hình như là 3 ngày mở cái mã. Thì hôm nay thì anh em mình ra và tìm hiểu thêm về ngôi mộ mới này, tại vì ở trước ngôi mộ là có một căn nhà, thì căn nhà đó cũng là của một người anh ở xóm đó cả nhà. Thì do cái người mắt này nhát quá cho nên anh ta sợ, anh ta đã về bên vợ ở dọn đó đi. Thì mình thì không ở đây nhưng mình không có gành, nhưng mà được có cái là nghe nói là ở đây là lúc trước là có một ngôi mộ là của con, là người con trai của cái người mới mất đi bây giờ phải không? Đúng rồi, là hai cha con đồng cặp nhau luôn mọi người. Thì cái người con trai này thì cũng chết trong một thời gian lâu lắm rồi. Thì lúc trước là cái thời đó là còn cái bệnh mà HIV đó, là anh ta bị HIV chết đó cả nhà, thì cũng rất lâu rồi. Thì mấy ngày gần đây thì cái người ba lại mất và chôn ở ngoài đó luôn, chung cặp luôn. Thì mình ngồi đây thì vẫn thấy hai ngôi mộ rồi, nhưng mà không có kỹ thôi. Được không? Bây giờ thì chắc lẽ anh em mình sẽ đi vào xem thử như thế nào không này. Ok, xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo anh em mình nha. Được không rồi. Ok, thì xin mời cả nhà cùng đi nha. Thì ở khu vực này thì hầm không cả nhà. Thì đây người ta nuôi cá cho nên cũng treo đèn khá là nhiều. Thì ở khu vực ở sau hè nè, cái nhà thấy không? Thì vòng vòng ở đây người ta nuôi cá cho nên nó là có rất là nhiều cái hầm, với lại người ta có thắp những cái bóng đèn, như trên cây gòn này cũng có bóng đèn nữa cả nhà. Ok, thì hiện bây giờ thì mình cũng đang đi đến gần cái ngôi mộ. Nè, mộ này nè, đây là đúng rồi, đây là ổng nè, đây là bả nè. Con gia đình mất hết trơn rồi. Là còn đây là cái thanh niên mà bị HIV chết nè. Đây là ngôi mộ của thanh niên này, con trai của hai người chồng là bị HIV mất trước. Rồi mới tới bả hay sao? Rồi tới bả. Rồi tới bả rồi tới ổng rồi, ổng nó chết đi. Để mình xem coi. Nè cả nhà, thấy cả nhà thấy là Hưởng Dương 32 tuổi. Còn cái căn nhà này là căn nhà của một người anh. Thì lúc dài thì nhát quá cho nên là anh ta đã dọn về bên vợ người ta ở rồi cả nhà. Không, cái căn nhà này thì anh ta vẫn, hiện giờ anh ta vẫn đang vẫn ở, nhưng mà nhát quá sợ về bên vợ ở rồi chắc. Thank you.
nhiều cây cả nhà ơi, thì chắc có lẽ thì rồi sẽ tạm ngưng để tìm cái góc nào đó thích hợp và đặt camera cả nhà. Tại vì á thì cái ngôi mộ này thì cũng mới mới mắc đây thôi, thì mình chỉ là nhớ mãi mãi là vài ba bốn ngày gì đó, chứ thật sự là cũng không có chắc là 3 ngày tận cả nhà. Tại vì mình chỉ nghe phong phanh thôi. Mắc cái hôm ngày 7 tháng 4, hôm nay 11 là 4 ngày rồi. Thì ba bốn ngày gì rồi thì báo cũng mở hôm qua đó. Thì ok, thì chắc có lẽ mình sẽ tạm ngưng để đặt cam luôn cả nhà. Thì ok nha, thì cũng như là lúc đầu anh em mình nói đó rồi, thì cái ngôi nhà này cũng như là bị hù dọa và bỏ đi nơi về bên vợ ở, thì hôm nay anh em mình đặt cam thì lấy luôn ngôi mộ mới và cũng như ngôi nhà luôn mọi người. Thì cái nhà thì không? Thì hai anh em mình đặt góc này thì lấy được cái khung cảnh ở sát ngôi mộ với lại mép bên ngôi nhà luôn cả nhà. Một quẹt đâu rồi? Một quẹt ha, mượn quẹt ha. Ủa quẹt đâu ta? Quẹt đâu rồi? Thì đáng lẽ là mình sẽ cúng kinh mộ, nhưng mà thật chắc thì mình không biết là cái hương linh mà dọa ngôi nhà này á, thì là hương nào á, thì không chắc chắn là mộ nào, thì giờ mình cũng cứ cúng ở đây và như là ai hưởng được hưởng á. Mà ngôi mộ này thì mới mới mất được 4 ngày, có nghĩa là ngày hôm qua là ngày mở cửa mã đó mọi người, mà tính ra 4 ngày mà xây mộ nhà rồi cũng nhanh dữ ha. Ừ. Về cúng hướng mấy ngôi mộ đi. Tại biết sao mà ở đây cái mắt là trong liền cho nên lẹ lắm. Cắm đây nè. Đây chim măng không cắm. Xuất dưới. Ủa đây đâu có nhà ai đâu mà nghe tiếng nói chuyện ta. Nghe thấy ồn ào quá vậy. Ê, tiếng nói đàn bà đàn ông luôn. Bởi vậy. Dẳng luôn rồi. Biết nói gì á. Biết nói gì. Cái nhà thì hai anh em mình đang ngồi đốt giấy tiền vàng bạc ở đây, mà nghe cái tiếng nói coi như là của đàn ông đàn bà luôn, không biết là ở đâu. Mà xung quanh đây thì đâu có căn nhà nào, chỉ có căn nhà này thôi cả nhà. Chỉ có mấy cái hầm xung quanh đây thôi à. Thì không biết là mình nghe nhưng không biết nói gì cái gì. Không sao nha. Không nghe. Thì ok cả nhà. Thì anh em mình sẽ để cái mic đi ra ngoài luôn nha. Hai anh em mình đi ngoài coi có ai vậy ta. Thôi mình để cái mic đi ra mình vòng kiếm ngoài có gì. Cái này rồi, giờ tôi chưa bấm mic. Nãy giờ tôi chưa bấm mic mọi người. Có gì lấy
tôi cũng cái đường tâm linh là không rồi. Thì cái nhà thì nãy giờ hai anh em mình ngồi ở ngoài thì cũng rất xa nơi đây, thì không biết cả nhà có thấy vong linh xuất hiện hay không, thì nếu có xuất hiện thì cả nhà hãy comment bên dưới cho anh em biết nha. Thì cái đoạn đầu lúc đặt cam á mình không bấm mic luôn rồi, thì chắc là cái âm thanh mình nói chuyện rất là nhỏ đó. Thì đoạn sau mình bấm mic thì có gì với chú chị mình thông cảm nha. Được, cả nhà thì nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những cái video mới nhất của anh em mình nha cả nhà. Ok, cuối clip thì anh em mình chúc mọi người thì sức khỏe, cả đại phúc nha cả nhà ơi. Chào cả nhà. Bye bye.